Ban chỉ đạo Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế quận Ô Môn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của quận Ô Môn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc có hơn 13.900 người. Số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2.930 người. Số người tham gia Bảo hiểm y tế là trên 118.460 người, với độ bao phủ đạt hơn 92% dân số. Bên cạnh đó, công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Trong năm, có 9.541 người đang được quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền gần 148 tỷ 700 triệu đồng. Đã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 266.700 lượt người, với chi phí gần 63 tỷ đồng. Công tác đăng ký, cài đặt VSID bảo hiểm xã hội số cũng được triển khai thực hiện hiệu quả. Dịp này có 21 tập thể và 55 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn tặng giấy khen vì đã thực hiện tốt công tác vận động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022.